Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, những phiên tòa trước đó, các bị cáo của ngân hàng SCB nói rằng tin tưởng vào Trương Mỹ Lan, tin năng lực bà Lan sẽ giúp cho SCB vượt qua thời kỳ khó khăn. Không những vậy, các cựu lãnh đạo còn được bà Lan tặng thêm tiền nếu như làm được việc. Có thể thấy, bị cáo Lan đã xây dựng được sự uy tín của mình trong lòng các cựu lãnh đạo Vậy nhưng chỉ khi con người bị đẩy vào đường cùng, đứng trên bục khai báo, nữ phó tổng giám đốc SCB khóc lóc nói đã tin sai người khi trung thành với Trương Mỹ Lan, người này cảm thấy thất vọng khi bà Trương Mỹ Lan đổ lỗi cho nhóm lãnh đạo SCB. Phó tổng giám đốc SCB khóc khi trung thành với sai người. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Trần Thị Mỹ Dung bị xác định giữ chức vụ phó giám đốc ngân hàng SCB đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức 617 khoản vay, chiếm đoạt 200.690 tỷ đồng của nhà băng này trong giai đoạn từ 2017 đến 2022. Tổng cộng giai đoạn 2012 đến 2022, Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát rút hơn 1 triệu tỷ đồng ra khỏi SCB, gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng. Tại tòa, người phụ nữ cho rằng chính nhóm lãnh đạo SCB đã mượn tài sản của Vạn Thịnh Phát để thế chấp rồi rút tiền của ngân hàng, không phải bà Lan làm việc này. Viện Kiểm sát yêu cầu Trần Thị Mỹ Dung đánh giá lời khai trên và bị cáo này bật khóc, phải dừng lại trước khi trả lời. Bị cáo Dung cho hay, sau khi vụ án xảy ra 17 tháng, bị cáo gặp lại anh em đồng nghiệp, người tóc đã bạc, người gây, người đen, rất đau lòng. Sáng nay, nghe chị Lan khai báo, Nói đến đây, bị cáo tiếp tục khóc. Bị cáo Dung cho hay làm ở SCB từ 2010, từ nhân viên lên phó tổng giám đốc và được người tiền nhiệm là Nguyễn Phương Hồng giới thiệu với Trương Mỹ Lan. Bị cáo Dung sau đó, làm việc trên tinh thần trung thành tuyệt đối, không nghi ngờ chị Trương Mỹ Lan sai gì làm đó. Sáng nay, khi nghe chị Trương Mỹ Lan khai như thế, bị cáo không trách, bị cáo trách bản thân mình tin sai người. Nữ bị cáo tiếp lời, làm việc với chị Trương Mỹ Lan, không riêng bị cáo, tất cả anh em ở SCB đều làm việc không nghi ngờ. Anh Bùi Anh Dũng, chủ tịch SCB nói, làm với chị Lan mười mấy năm rồi, anh tin chị. Anh Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB nói, anh em mình không đủ sức làm chủ, phải lựa người chủ tốt mà theo. Bị cáo Dung nói trước khi ôm mặt khóc. Phiên tòa này, bị cáo đối diện tất cả. Sai thì nhận, không đổ lỗi cho ai. Bị cáo hy vọng, chị Trương Mỹ Lan cũng thế, nhưng rất thất vọng. Cũng tại tòa sáng 11 tháng 3, Trương Mỹ Lan phủ nhận tình tiết trong cáo trạng thể hiện lái xe riêng của bà. Tên Bùi Anh Dũng đã chở 108.000 tỷ và 14,7 triệu USD về nhà bà ta ở 127 Pasteur hoặc tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại 193 203 Trần Hưng Đạo. Về vấn đề này, Trần Thị Mỹ Dung xác nhận lái xe Bùi Anh Dũng đã chở tiền cho Trương Mỹ Lan theo chỉ đạo của bà ta. Dung là người nhận lệnh từ Trương Mỹ Lan rồi nói lại với các chi nhánh của SCB yêu cầu chuẩn bị tiền. Hai người còn mua sim giác để trao đổi việc rút tiền của ngân hàng. Mục đích sử dụng tiền của SCB, bị cáo Dung không nắm được hết, chỉ biết để Trương Mỹ Lan chi tiêu, trả nợ hoặc mua tài sản như dự án Đông Á ở quận 7, thanh toán cho các dự án khác như Sion, One Tower, Mũi Đèn Đỏ, vân vân. Hiện phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát. Trong ngày làm việc thứ tư của phiên xét xử vụ án Phạm Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan có mặt tại tòa với tinh thần ổn định, vẻ mặt điềm tĩnh. Trên tay bà Lan là tập hồ sơ giải cộng được chuẩn bị cho phiên xét hỏi. Trước đó, trong giờ giải lao phiên xét xử hôm 7 tháng 3, hội đồng xét xử nhận được đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan và chồng của bị cáo là Chu Lập Cơ do luật sư viết thay. Trình bày hiện tại còn nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đang nợ tiền của các bị cáo. Hai bị cáo này còn nguyện vọng để con gái đại diện cho gia đình đi thu hồi số tiền này để khắc phục hậu quả của vụ án và đề nghị hội đồng xét xử cho phép chuyến đơn của các bị cáo đến con gái để thông báo ý kiến về việc thu hồi các khoản tiền nói trên. Bị cáo Trương Huệ Vân vẫn giữ sắc thái, tinh thần ổn định. Trong phiên xét xử hôm ngày 7 tháng 3, bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu và rơm rớm nước mắt khi khai báo về mối quan hệ với bà Trương Mỹ Lan nhóm bị cáo đầu tiên bước lên bục xét hỏi thuộc công ty cổ phần thẩm định giá thiên phú công ty này do trần thị kim ngân từng làm tổng giám đốc trong đó bị cáo trần văn nhị trần tuấn hải cựu thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá thiên phú đã thống nhất với các bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc ngân hàng scb bùi ngọc sơn cựu nhân viên phòng tái thẩm định ngân hàng scb liên hệ thỏa thuận để trần thị kim ngân phát hành hai chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày Nâng khống giá trị tài sản để ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn, giải ngân cho vay 64 khoản vay, rút tiền cho bị cáo trường Mỹ Lan. Tổng dư nợ các khoản vay trên tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 127.384 tỷ đồng. Hành vi của Trần Phát Nhị, Trần Thị Kim Ngân, Trần Tuấn Hải đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 110.064 tỷ đồng cùng hành vi, bị cáo Hồ Bình Minh, cựu phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá MHD, bị cáo Lê Huy Khánh, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá tầm nhìn mới đã thỏa thuận với nhau và với Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn phát hành chứng thư thẩm định giá, trong đó nâng khống giá trị tài sản, phát hành lùi ngày chứng thư để ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng SCB lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên bị cáo Trần Văn Nhị được bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản đảm bảo cho ngân hàng SCB. Theo cáo buộc, bị cáo Trần Văn Nhị đã thống nhất với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn nhằm liên hệ, thỏa thuận để bị cáo Trần Thị Kim Ngân phát hành hai chứng thư thẩm định giá liên quan đến hai dự án Mũi Đèn Đỏ và dự án 100 Hùng Vương, quận năm, thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa, bị cáo nhị thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đồng thời, bị cáo nhị cũng cho biết từ lúc tạm giam đến giờ rất suy sụp với tinh thần và thấy ăn năn về hành vi vi phạm của mình. Vì lẽ đó, bị cáo nhị đã tác động đến gia đình tìm cách khắc phục hậu quả và mong hội đồng xét xử khoan hồng. Trình bày trước hội đồng xét xử, bị cáo Trần Thị Kim Ngân cho biết mình được nhị 10 hợp tác kinh doanh, do đó bị cáo nhị gửi trước toàn bộ hồ sơ, giá phí thẩm định để công ty thiên phú thẩm định. Giá thẩm định của chứng thư dự án mũi đèn đỏ là 300 triệu đồng còn phí thấp nhất mỗi hồ sơ nhị được quả là 8 triệu đồng. Trước tòa, các bị cáo thuộc công ty thẩm định giá cho rằng do thời điểm đó là dịch Covid-19 nên tình hình công ty khó khăn. Vì sự sống còn của công ty nên các bị cáo phải chấp nhận phát hành các chứng thư thẩm định giá, nâng không giá trị tài sản chứ không biết mục đích của SCB rút tiền tại chính ngân hàng của mình. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai nhiều lần muốn trả lại khoản hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. Theo đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về tội nhận hối lộ trong phiên tòa ngày thứ tư bị cáo đỗ thị nhàn bước lên một khai báo có biểu hiện liên tục nói lắp phải xin tạm dừng để bình tĩnh được chủ tọa đồng ý sau đó bị cáo nhàn tiếp tục trình bày và thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu theo bị cáo nhàn nhìn vào các dự án của trường mỹ lan dùng làm tài sản để đảm bảo cho các khoản vay tài chính lớn tại scb bị cáo nhàn đánh giá các dự án có nguồn thu khi cho thuê mặt bằng cho thuê căn hộ sau đó chủ tọa lý giải tất cả các giải thích của bị cáo nhàn và các thành viên đoàn thanh tra đều do các bị cáo tưởng tượng rằng khi các dự án hoàn thành sẽ đưa vào khai thác nhưng không phải một dự án cứ hoàn thành là khai thác một bất động sản muốn sử dụng phải cho thuê Bị cáo đối Thị Nhàn vẫn tiếp tục kiến nghị ngân hàng nhà nước đề xuất tạo điều kiện cho ngân hàng SCB được thực hiện tái cơ cấu. Trong khi đó, theo kết quả thanh tra, phải phân loại nợ xấu thì lợi nhuận SCB sẽ âm rất lớn. Vì vậy, đoàn thanh tra chỉ ra quyết định xử phạt hành chính 4 vấn đề sai phạm của SCB với số tiền 965 triệu đồng. Khi xây dựng dự thảo lần đầu phục vụ báo cáo với lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ vào cuối tháng 1 năm 2018, Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo tổng hợp bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu nhóm 4 và nhóm 5 với 3 dự án Mũi Đen Đỏ, 6A và Royal Garden với tổng dư nợ gần 38.000 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện rất nhiều sai phạm tại các khoản vay của nhóm 71 khách hàng cùng với một địa chỉ ở số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, nhưng lại bưng bít, bao che không báo cáo. Nói về hành vi sửa đổi kết luận thanh tra ngân hàng SCB của bị cáo, Hội đồng xét xử cho biết nếu năm 2018, ngân hàng SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt chuyển sang cơ quan điều tra thì không xảy ra vi phạm phạm tội của các bị cáo như bây giờ. Bên cạnh đó, với cáo buộc, bị cáo Đỗ Thanh Nhàn nhận tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ từ trường Mỹ bị cáo thừa nhận đã nhận tiền 4 lần thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB. Trình bày trước hội đồng xét xử, bị cáo Nhàn cho biết, sau hai đợt thanh tra, bị cáo không nhận bất kỳ quà gì từ ngân hàng SCB khi hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra. Thanh tra đã chỉ ra sai phạm SCB tất cả báo cáo lên theo đúng quy định. Theo lời khai của bị cáo nhàn, sau 4 lần nhận tiền, võ tấn Hoàng Văn tiếp tục gửi tiền, nhưng bị cáo này thấy sai nên đã từ chối. Tại tòa, bị cáo nhàn còn khai nhận thêm nhiều lần tìm cách liên hệ với võ tấn Hoàng Văn trả lại 5,2 triệu đô la Mỹ nhưng bị từ chối. Về việc cất giữ số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ, nhàn khai gửi tại nhà của người cậu và hai lần đưa về quê ở Nam Định. Bị cáo này cho rằng những người này đều không biết tiền ở đâu mà có. Theo bị cáo Đỗ Thị Nhàn, khi võ tấn Hoàng Văn bị khởi tố, bị cáo đã định đem tiền nộp lại cho cơ quan điều tra. Nhưng đến thời điểm đó, mẹ bị cáo mất. Hai ngày sau thì bị cáo bị bắt. Buổi làm việc đầu tiên với điều tra viên, bị cáo đã từng nguyện nộp lại toàn bộ số tiền. Tại tòa, bị cáo Chu Lập Cơ cho biết đã nhận được bản dịch cáo trạng và đồng ý với cáo buộc của Viện Kiểm sát. Bị cáo Chu Lập Cơ Khai đã ký các văn bản đảm bảo vay vốn của ngân hàng SCB theo yêu cầu của vợ mình, tức bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Chu Lập Cơ Khai không biết ký bảo lãnh vay vốn cho những ai, bao nhiêu tiền. Trình bày lý do ký các văn bản theo yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Chu Lập Cơ Khai đồng ý ký vì muốn giúp SCB vượt qua khó khăn. Khi được hội đồng xét xử hỏi về việc bị cáo có nhận thức được việc làm của mình gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng cho SCB hay không? Bị cáo Chu Lập Cơ trình bày rằng hiện đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân. Ở phiên xử trước đó vào ngày 7 tháng 3, vợ chồng bị cáo Chu Lập Cơ đã xin hội đồng xét xử cho phép ủy quyền cho con gái được thu hồi nợ của những tổ chức cá nhân bên ngoài để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Bị cáo Chu Lập Cơ bị truy tố về tội rửa tiền và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, hành vi giúp sức cho vợ của bị cáo Chu Lập Cơ gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 9.000 tỷ đồng.